Mình và người yêu mình bên nhau được 2 năm cũng như các cặp đôi bình thường thôi bên cạnh nhau yên bình bọn mình cũng hiểu được nhau và nấy cũng luôn bao dung cho mình mình cũng không nghĩ được một người luôn chiều chuộng cưng mình như công chúa lại dám tò te với người khác lúc phát hiện ra mình cũng không có nổi giận hay bùng nổ gì mình âm thầm tìm kiếm bé tiểu tam kia thì biết được bé này nhỏ tuổi hơn bọn mình 4 tuổi tí tuổi đã muốn làm tiểu tam rồi đấy sợ thật mình còn biết được thêm là tiểu tam đang làm phục vụ quán cà phê chắc hai người này quen nhau ở chỗ này vì anh người yêu mình đam mê đi cà phê lắm đọc tin nhắn giữa anh và con bé thì thấy con bé tấn công dữ dội anh người yêu mình lúc đầu thì lạnh lùng từ chối các kiểu lúc sau chắc trung trinh vì được gái xin tấn công nên có chút mở lòng tin nhắn nào của nó cũng vị tha hiểu chuyện kiểu như là em hiểu anh mà em không trách anh đâu ước gì em là người đứng bên cạnh anh một cách không giấu giếm em ghen tị với chị quá anh tốt như này mà chị ấy cứ không hiểu chuyện làm khổ anh mình đọc mà mình ớn á chả hiểu sao các anh thế mà vẫn lao vào được chắc do mình không được nói những lời như này nên dị ứng giả mang mình cũng không rảnh đi đánh ghen nên là mình muốn chọc con bé cũng để xem anh giải quyết vụ này như nào. Ôi nói chứ sao vụ này mình cũng cho anh bay luôn chứ không có vị tha như những người khác đâu mấy bà ơi. Thế là mình vẫn tỏ ra là bản thân chưa có chuyện gì. Cuối tuần mình rủ anh đi cà phê, lúc đầu anh hào hứng lắm bảo muốn chủ mình đi quán này ưng lắm, nhưng mình muốn hôm nay mình chủ trì. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Đến ngày đi mình bảo anh đi đến quán cà phê này là quán con bé Tiểu Tam đang làm á. Mặt anh xưởng trân ngang, nhìn hài lắm. Biết được con bé mới tặng anh cái áo nên mình mới lấy cái áo đó của anh mặc vào. Đến quán luôn. Anh bối rối hỏi. Sao tự nhiên em muốn đến quán này? Anh từng đi rồi, quán này cũng bình thường. Lại không có chỗ sống ảo nữa. Mình tỉnh bơ nói. Em thấy quán này ngồi chiêu lắm, ngắm phố phường cũng thích. Em thấy mọi người review nước uống cũng ok nên là em chốt quán này á. Thôi bọn mình đi Hiếm lắm em mới chủ động chọn quán Anh phải theo em nha Anh nói không được nên mặt không tình nguyện lên xe chở mình qua quán Mình ưng bụng giả mang Hào hứng không biết con bé tiểu tam kia thấy bọn mình Thì phản ứng như thế nào Đến nơi anh vẫn chần chừ hỏi mình có đổi quán không Mình mới bực ra mặt Sao đó Hôm nay anh lạ lắm nha Hay quán này có gì mà anh không muốn em thấy nên mới vậy Có tật giật mình hay gì Mình đã làm gì đâu mà anh trung dữ lắm Sau đó vẫn quyết tâm vào nha chắc là anh gồng dữ thấy đi đứng mất sức hẳn lúc vào quán đập vào mắt mình là cô bé tiểu tam con bé thấy anh thì mắt sáng như ánh sao đêm Nhưng nhìn thấy mình đi cạnh thì mặt tối như bóng đêm vậy Mặt con bé cũng hoảng Chắc sợ mình đánh ghen May cho con bé là mình không có rảnh Nếu mà nó bị đập thì cũng không phải là bàn tay thân yêu của mình Mình cũng order nước bình thường Mình chọn cái chỗ nào nó phải ở giữa quán Con bé phải nhìn được mình và anh Nó cũng định đổi sang trạng thái giả vờ Thì thấy mình đang mặc áo nó tặng anh Xong cái mặt nó đỏ đen lẫn lộn luôn Chưa gì mình để thấy hào hứng về vụ chọc điên này rồi đó ngồi xuống mình bắt đầu nắm tay rồi thủ thủy gần anh rồi liếc quan nhỏ đó Ôi mọi người phải đến chứng kiến Mặt con bé như bị ai ăn mất gì của nó Mặt phụng phịu Tức mà mắt nó đỏ ngầu luôn Nhìn mà hả hê thiệt sự Anh thấy mình hôm nay lại chủ động Anh cũng hoan hỷ trong lòng Mà quên mất có em bé đang rất tức giận Mắt con bé nhìn chầm chầm mà mình lạnh cả sống lưng luôn mà Khi thấy con bé sắp đưa nước lại bàn của mình thế là mình chớp cơ hội hôn nhẹ lên môi anh cho con bé tức chơi Con bé thấy chắc cay quá Tay trung trung làm đổ luôn nước dưới sàn thế là con bé hốt khoảng xin lỗi mình và anh, quản lý cũng trai trách mắng nó. Anh định bảo không sao thì mình cướp lời, làm người từ bi, "Không sao đâu bé ơi, bé cẩn thận tay chân tí nha. Xin vậy mà sức mẻ một chút là không có ai yêu đâu đó." Rồi mình quay qua nói với quản lý, "Thôi anh đừng có trách bé, em nó còn nhỏ dạy bảo tí là được mà. Bọn mình gọi cốc khác là xong." Eo ơi chắc mình phải đi làm diễn viên ấy, chứ thế này uổng phí tài năng nhan sắc quá trời. Con bé chắc uất ức dồn nén muốn khóc mà phải chịu đựng, nhìn cũng thương. Thế là trước lúc về mình mới ôm tay anh nói lớn, anh đừng có tặng em nhiều đồ đắt tiền như này nữa, em đã bảo hỏng thích rồi. Cứ thế là em bị anh chịu hư luôn á, sao sợ không ai chịu em được như anh luôn quá. Anh nghe thế thì trả lời như trước thôi, chỉ cần em thích là anh đều chịu. Sau này tất nhiên chỉ có anh chịu em rồi, chứ anh không cho thằng khác cơ hội đâu. Con bé nghe xong thì ngón tay nắm chặt, răng trên cắn môi dưới, nhìn khổ thân lắm. Vì một buổi cà phê quá chất lượng nên mình vui vẻ tung tăng đi về. Mình đang hỏng biết sao chuyện này con bé có gì không. Chứ hiện tại mình thấy vui nha, hơn cả đánh ghen nữa, thấy vừa lòng mình ghê. Chắc con bé giỏi ghê lắm, thỉnh thoảng thấy anh nghe điện thoại nạt nộ căng thẳng. Câu cuối nghe thoang thoáng của anh là không chịu được thì kết thúc đi. Nếu đã kết thúc với tiểu tam rồi thì mình cũng nên dừng cuộc chơi bản thân đến đây thôi. Đúng tổ chức kỷ niệm 1.000 ngày yêu nhau thì mình nói chia tay. Anh hỏi lý do thì mình mới nói thật luôn, đỡ anh phải tỏ ra bản thân là nạn nhân làm gì cho mệt. Đấy, kết thúc cuộc tình hơn 2 năm và cách xử lý khi dính phải trà xanh cho chị em đấy. Chào cả nhà, không biết ở đây có ai lấy chồng mà gặp phải trường hợp như em không? Vấn đề của em không nằm ở mẹ chồng, gia đình chồng mà lại nằm ở mẹ ruột của em mọi người ạ. À. Số là em lấy chồng được hơn 3 năm rồi. Chồng em là người Việt nhưng gia đình anh định cư ở Mỹ. Và từ ngày lấy chồng là em theo chồng sang Mỹ sống luôn. Bao nhiêu năm sống với ba mẹ, tự dưng có chồng sang tuốt bên kia bán cầu sống. Em nhớ nhà, nhớ quê lắm. Ngày nào em cũng FaceTime về cho bà mẹ nhưng điều khiến em buồn đó là mỗi khi gọi nói chuyện, 10 lần thì hết 9 lần mẹ hỏi con trễ đâu rồi. Thề luôn, một câu con trễ, hai câu cũng con trễ, xong rồi còn dặn dò em đủ điều, nào là đừng có ăn hiếp chồng, nào là để tiền cho nó tiêu đừng có giữ hết, rồi là đừng có lười biếng mà bắt chồng cung phụng, vân vân và mây mây. Riết rồi nhiều khi em tưởng em là con dâu chứ không phải là con gái của mẹ nữa. Đợt vừa rồi vợ chồng em quyết định về Việt Nam thăm ba mẹ sau bao nhiêu năm xa cách. Em chờ ngày này lâu lắm rồi, tại em vừa qua Mỹ là trúng đợt dịch nên mãi đến hôm nay mới có thể về được. Nhưng mà vợ chồng em giấu ba mẹ, muốn tạo bất ngờ to bự cho ba mẹ đó mà. Hôm đó đáp chuyến bay, hai vợ chồng em tự đón taxi về nhà, hai đứa bước vào nhà, đúng lúc mẹ em đang xem tivi ở phòng khách, nhìn ba mẹ kiểu không thể tin vào mắt mình, em thì lúc đó nước mắt chảy dài rồi, thế nhưng what the hell, cả ba lẫn mẹ chạy ra ôm chầm lấy chồng em, tay bắt mặt mừng, trong khi một mình em đứng đó đúng kiểu tàn hình luôn, vài phút sau sau khi hỏi thăm chồng em các kiểu rồi thì mẹ mới nhớ tới em quay sang ôm em rồi hỏi đúng một câu sao về mà không báo trước em cạn lời luôn sau đó vợ chồng em mệt nên vào phòng ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau lúc em dậy thì đã thấy cơm nước tươm tất dọn sẵn trên bàn mẹ lườm em rồi bảo ngủ gì lắm thế thằng vũ nó dậy từ đời nào rồi lại vũ nữa thấy em nhăn nhó thì chồng em đứng đó bảo Linh mệt đó mẹ Với chắc mới về chưa quen chỗ Nên khi tối ngủ không có thẳng nhất Mẹ em đáp lại thẳng thừng Mới đi có 3 năm mà làm như 30 năm không bằng Nó lười thích ngủ nướng Con đừng có bên làm gì Mẹ thừa hiểu con này mà Nói xong mẹ cười cười vỗ vai chồng em Đúng kiểu em bị cho ra trìa luôn á Em cay quá nên câm nín mà đi vệ sinh cá nhân luôn Nhưng mà chuyện chưa có dừng lại ở đó Đến lúc ngồi vào bàn ăn thì ôi trời ơi Toàn mấy món khoái khẩu của chồng em thôi chưa kịp để em lên tiếng thì mẹ đã nói Lâu lâu Vũ mới về Mẹ nấu toàn món con thích đó Vũ Con ăn nhiều vào nha Ủa em cũng lâu lâu mới về mà ta Em thắc mắc hỏi mẹ Thì mẹ bảo là em ăn đồ mẹ nấu hai mươi mấy năm rồi Phải ưu tiên Vũ hơn Rồi em chính thức hạn hán lời từ đây Cả bữa ăn mẹ em gấp lấy gấp để cho con trẻ yêu quý Đến nỗi nhiều quá anh ăn không hết Còn em thì lâu lâu Mẹ bố thí cho miếng thịt cái rau Trời ơi tôi là ai Đây là đâu nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây Đến lúc ăn xong Em dọn chén bát xuống xong xuôi Em lên phòng khách ngồi Vừa đặt mông xuống sofa Thì mẹ ở dưới nhà quát vọng lên Con Linh làm vậy mà coi được hả Mau xuống rửa chén chứ sao lại để thằng Vũ rửa vậy Em quên vụ này, tại vì lúc ở Mỹ thì vợ chồng em đã phân công nhiệm vụ như vậy rồi, cố tình giấu mẹ mà nay về quên bản đi nên mẹ mới la làng lên như vậy đó. Lúc đó chồng em cũng lên tiếng cứu em, dạ con rửa quen rồi mẹ, để Linh nghỉ ngơi đi, con rửa một ngán là xong mới mà. Trời ơi, anh Thanh Minh hay là anh hại em vậy chồng? Xong em luôn rồi, mẹ nghe nói vậy là biết từ trước tới giờ em toàn để chồng rửa chén, Thế là mẹ ca bài ca khổ thân thằng Vũ nguyên một buổi. Mãi chưa đến tối ăn xong, em xuống rửa thì mẹ mới hết nói. Và suốt 2 tháng về Việt Nam vừa rồi thì em phải rửa chén ngày ba bữa dưới sự giám sát của mẹ em luôn. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng em là con dâu, còn anh Vũ mới là con trai ruột của mẹ em đó. Gia cảnh mình vốn nghèo khó nên mình mong ra thành phố để thay đổi cuộc đời biết mình có lợi thế sắc vóc nên ngay từ năm thứ nhất cuộc đời sinh viên, mình đã chăm chút trang phục chú ý để vẻ ngoài thật nổi bật. Theo nhóm bạn cùng khu trọ, chúng mình tìm cơ hội ghé những nơi sang chảnh, lui tới những quán bar sàn nhảy, mình tự tin nhủ thầm, sự đầu tư của mình là đúng đắn, vì chỉ có tỏ ra sành điệu, thường lui tới nơi ấy, mình mới có điều kiện tiếp cận được những anh chàng nhà giàu, những đại gia lắm tiền nhiều của mình phớt lờ sự đeo bám của sinh viên nam cùng trang lứa vì trong suy nghĩ của mình bây giờ nếu gắn chặt cuộc đời mình vào những đối tượng nghèo như vậy biết bao giờ mình mới nở mại nở mặt trong vài lần lui tới quán bar trên đường quen thuộc mình đã lọt vào mắt xanh của Long một đại gia trong lĩnh vực bất động sản Long tuổi gần 40 trông rất đẹp trai, phong độ anh ga lăng với phụ nữ chơi đẹp với bạn bè và cũng sớm quay cho mình thấy anh đang sở hữu trong tay nhiều nhà cửa và khoản đầu tư đương nhiên không thể có chuyện anh chưa có vợ con long thẳng thắn thừa nhận tình trạng hôn nhân của anh nhưng điều đó có hề chi mình còn trẻ còn muốn thỏa sức bay nhảy mình đâu cần một mối quan hệ tiến tới hôn nhân anh yêu chiều cung phục mình thế là đủ tất nhiên anh cũng hứa lo lắng cho mình chuyện nhà cửa tiền bạc một mối quan hệ tự do và vui vẻ mình cần gì hơn nữa từ thời điểm trở thành cô người tình bé nhỏ anh thuê cho mình căn hộ chung cư cao cấp gần công ty của anh đó cũng chính là tổ ấm nơi một tuần đôi ngày lông lui tới với mình mình biết mình đang bước chân vào một mối quan hệ phức tạp có thể một lúc nào đó xa lầy nên mình luôn nhắc mình tỉnh táo yêu anh ít thôi để không mơ mộng xa vời hơn nữa mình cũng nhắc mình không nên để anh yêu mình quá mình sợ ảnh bị khóa vào những ghen tuôn sở hữu thế nhưng người tính không bằng trời tính mới nửa năm đi về căn hộ đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi ấy mối quan hệ của chúng mình bị phanh phui vợ long không chọn cách đánh ghen ngoài đường hay tại chung cư mình chỉ tìm tới trường học để làm ầm ĩ đồng thời cho người quay clip cảnh đánh ghen túm tóc giằng co mình ngay trên hành lang lớp học sự việc ồn ào chấn động làng sinh viên không còn mặt mũi nào gặp thầy cô bạn bè mình đành bỏ học chị ta còn dọa tung clip lên mạng khiến mình trầm cảm một thời gian dài hẳn trong clip ấy có cảnh mình rủ rượi tóc tai và nước mắt hứa với chị sẽ không liên lạc với long trả lại anh căn hộ dọn đồ về khu trọ nhỏ xin bán cà phê tại một quán sân vườn đầu hẻm một quận vùng quen với mức lương bốn triệu đồng một tháng mình quanh quẩn trong khuôn viên quán do được bao an ở, gần như không dám ra ngoài. Số tiền lương tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ cho mình trang trải những nhu cầu thiết yếu. Nỗi đớn đau nào rồi cũng tới lúc phải vơi. Không thể sống cảnh trốn chui, trốn nhủi thế này mãi. Hai năm sau, khi bạn bè cùng lứa chuẩn bị tốt nghiệp, mình quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu. Vết hết số tiền thời điểm còn mặn nồng lông cho, mình mở một cửa hàng kinh doanh thời trang, vừa bán trực tiếp vừa bán online. Qua mối quan hệ làm ăn, mình quen với cảnh, anh cùng quê với mình, chuyên thiết kế dòng thời trang công sở xuất đi châu Phi. Anh chưa có gia đình riêng, nên mình hoàn toàn có quyền hy vọng một mối quan hệ nghiêm túc. Cảnh cảm mến và yêu mình thật lòng. Mình kể với anh, mình từng học đại học danh tiếng, nhưng phải bỏ dở vì lý do sức khỏe. Cảnh càng thương mình hơn, mình trở thành cô người yêu bé nhỏ và hạnh phúc trong vòng tay của anh. Cảnh đem đến cho mình những phút giây thăng hoa mặn nồng, khiến mình ngất ngây mơ về một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ. Hai bên đã ra mắt cha mẹ, mọi thứ đều suôn sẻ. Ngày cưới được cha mẹ chồng bàn thảo, nhờ thầy bói xem kỹ và xác định vào cuối tháng 12. Chúng mình hạnh phúc đưa nhau đi Đà Nẵng chụp album, cùng nhau chọn đặt nhà hàng, lên thực đơn món ngon cho tiệc cưới, mọi việc tuy mệt mà rất vui. Một ngày nọ, đột nhiên cảnh nhận được tin nhắn của một người phụ nữ lạ mặt. Chị nói, cảnh có thể gặp chị được không? Nhưng câu chuyện chị sắp kể và thứ chị đang chữ liên quan đến hạnh phúc đời anh. Cảnh chủ mình cùng tới điểm hẹn của người phụ nữ đó. Cánh cửa kính của quán cà phê vừa mở, mình chết sững nhận ra. Chị ta chính là vợ của Long. Mình sợ hãi chạy khỏi quán trước sự ngạc nhiên của chồng sắp cưới. Và chuyện gì tới cũng phải tới. Trước khi hủy hôn, cảnh lạnh lùng nói với mình. Tôi đã rất yêu em, nhưng tôi đành xin lỗi em cảnh đi rồi. Nhưng trước mắt mình bây giờ không chỉ là nỗi trống vắng mất người mình yêu, mà còn cả một tương lai bắt kẹp với những clip đánh ghen mà người phụ nữ ghê gớm ấy đang giữ bám triết mình như âm binh tháng 7. Biết bao giờ cô ta mới buông tha mình thật sự không phải là người trong hoàn cảnh đó thì em cũng nghĩ chỉ là phim thôi diễn hoài ngoài đời không bao giờ có như vậy đâu nhưng không mọi người ạ à, để em kể cho mọi người nghe về chuyện như phim của em nha em là sinh viên năm ba nghỉ hè thì em có ở trên hà nội và đi làm thêm tại một quán sushi trên hà nội em có anh người yêu hơn em một tuổi và qua lại được sáu tháng thì quyết định chia tay thực sự khi chia tay em mới nhận ra anh ta hãm như thế nào mọi người ạ à vừa mới chấm dứt được hơn một tuần, anh ta đã chụp ảnh cùng người khác, tay trong tay, rồi gửi cho em. em thấy hối hận khi không giữ được anh chưa. ngoài em ra, anh có thể yêu được nhiều em khác tốt hơn em. đúng là bị điên mà. nhắn tin cho em làm gì? em đâu cần biết nói như thế nào đâu. anh ta chết hay sống cũng không còn liên quan gì đến em nữa. nên là em cũng mặc kệ, không thèm trép lại nhưng tính của anh ta kỳ cục lắm mọi người ạ à. ngày nào cũng nhắn tin gửi hình ảnh ân ái với anh ta và người yêu mới cho em xem kèm theo những dòng tin nhắn đại loại kiểu anh xứng đáng có người yêu tốt hơn em em không đủ đẳng cấp để so với cô ấy hóa ra trước đây tiêu chuẩn của mình lại kém như vậy đỉnh điểm là có hôm anh ta gửi hình nút của chính mình cho em em đã thấy hối hận khi chia tay với anh chưa của ngon mà em không biết giữ lãng phí nếu muốn thì cứ liên lạc anh luôn sẵn sàng cùng em Trời ơi đúng là thằng dở người. Em liền trép lại, "Nè nè, tôi với anh cũng đã kết thúc rồi. Anh gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Tôi cũng không có nhu cầu được biết về tình trạng yêu đương của anh. Mong anh tôn trọng người yêu cũ của mình, đừng có gửi hình cho tôi nữa, cút và không hẹn gặp lại." Nhắn tin xong thấy vui vẻ hẳn ra. Em cũng nghĩ là anh ta sẽ không làm phiền em nữa đâu, nhưng đâu có ngờ, khoảng 3 ngày sau, anh ta tìm đến tận quán em làm thêm để gây chuyện mọi người ạ. À. Anh ta dẫn theo cô người yêu mới theo phong cách cute phô mây quê. Ấy. Rồi anh ta ôm bó qua hồng to bước vào giỏng giạc gọi tên. Không ai ra tiếp đón khách hàng à, chỗ này phục vụ kỳ cục nhỉ. Một bạn nhân viên chạy ra mời anh ta vào bàn ngồi. Rồi anh ta khẽ nói vào tay bạn nhân viên đó. Bạn liền chạy vào bảo với em, chị ơi, chị ra phục vụ khách đi, khách yêu cầu đích danh chị. Mình đi ra lịch sự chào hỏi và đưa menu chọn món. Anh ta vẻ mặt đắc chí nhưng lại chẳng quan tâm mà quay ra phía người yêu show ân ái. Em ơi, ngồi một mình bên đó chắc lạnh nhỉ Qua đây ngồi với anh này Con bé vừa qua Ngồi liên nhảy tót lên đùi của thằng người yêu cũ của em Ủa, hết chỗ hay gì mà hai con người này phải làm vậy ta Anh ta được đà nói tiếp Chỗ này chỉ dành cho em thôi Còn những ai không xứng đáng Thì chỉ có đứng im mà đợi khách thuê mà Má, thằng cha này giỏi khịa ghê Mà có cho chắc gì em đã cần mà xứng với không xứng Vì là khách hàng Nên em vẫn rất lịch sự Chờ đợi anh ta gọi món để lên đồ một lúc sau cũng xong việc gọi món, chúng em đã bắt đồ lên đồ cho khách. Vì thời điểm đấy khách hàng khá đông, nên em chạy đôn, chạy tay, chưa hết việc, thì cặp đôi kia lại dở chứng khó ở. Em ơi, khách ở đây mà không thèm phục vụ à, gọi từ nãy giờ không thưa vậy? Em liền đi đến hỏi có việc gì, thì anh ta chỉ bắt em chụp vài tấm ảnh cho hai người. Em xin phép từ chối vì quán đông không giúp được. Anh ta liền quát lên, khiến toàn bộ cửa hàng nhìn về phía này. Em chống lại yêu cầu của khách hàng đó hả? khách hàng là thượng đế bảo gì thì nghe đi có mỗi việc chụp ảnh thôi mà cũng nhờ mãi không được bực cả mình kết hợp với sự tức giận của anh ta cô người yêu nhập vai liền anh ơi em đau bụng quá Quảng thắt từ nãy đến giờ nè quán này đồ ăn không hợp vệ sinh đúng không chứ sao lại thế này đau bụng quá đi bất hai đứa bắt đầu diễn một thằng thì kêu làng kêu nước một con thì cứ ôm bụng kêu đau cuối cùng quản lý của em phải tra giải quyết mọi chuyện nhưng hắn chịu bắt em xin lỗi bằng được Thật sự em chẳng làm sai cái gì mà lỗi với lầm. Cặp đôi thích gây sự này chướng mắt không chịu được. Em tức giận xin hôm nay nghỉ làm sớm ra về trước. Nhưng hắn đâu có ngờ em đợi ở phía ngoài sẵn rồi. Vừa bước ra hả? Em dơ chân. Đá cho một cái lấy le trước. Anh ta giật bắn mình chửi lại. Nè nè hạ cái chân xuống. Nói chuyện cho tử tế đi. Anh đã tử tế với tôi chưa? Mà tôi phải tử tế lại. Không ăn được lại phá cho hôi hả? Biết tay tôi. Em mới xúc nhẹ một cái vào chân. Mà hắn đã đau điếng đứng dậy giơ tay định tát em với kinh nghiệm đánh nhau đầy mình em giữ được cái tay tát hai phát vào mặt đây là cảnh cáo nha khôn hồn thì cút không thì ăn đòn em nhìn sang cô người yêu mới cảnh cáo thì con bé sợ trung người lắp bắp e, em biết rồi ạ à, em xin lỗi chị đúng là chưa đánh thì chưa chừa mà còn muốn tìm em nữa mà em sẵn sàng chơi với thằng này luôn yếu mà cứ thích sĩ diện cơ không yêu nữa thì biến chứ mắc gì phải làm phiền đến nhau vậy không biết nữa hãm hết sức đang thiêu thiêu ngủ thì điện thoại vang lên tiếng ò ý e khiến tôi giật mình. Nửa đêm nửa hôm ai mà gọi cho tôi vậy trời. Hé nửa con mắt nhìn lên màn hình điện thoại thấy tên chị Phượng mà tôi giật mình đó tim muốn rớt ra khỏi lòng ngực luôn mọi người. Chị Phượng khóc bù lu bù loa qua điện thoại. Cứu chị, anh Khánh đang đập phá đồ trong nhà, xây xỉn cho chó ăn chè, rồi vợ còn đòi cho chị đi gặp ông bà Vải nữa kìa. Tôi tức tốc chạy như bay đến nhà chị Phượng xem như thế nào. Nhưng vừa thấy mặt tôi, anh Khánh đã lao vào cho tôi một cú đấm tối tăm mặt mũi. Loạn choạng đứng lên, tôi lại bị anh Khánh túm máu, nói lè nhẹ trong cơn say. Mày với con Phượng hay lắm, giờ sắp cưới của mày nói với tao, tụi mày qua lại với nhau. Hôm đám dỗ, mày còn lấy khăn cho Phượng lau nước mắt, tụi mày cho tao mọc bao nhiêu cái sừng rồi hả? Đó, nói tới đây thì anh Khánh lại oẹ lên người tôi rồi lăn ra ngủ khò khò. Báo hại tôi là phải đưa anh ta vào giường, tắm nhờ, rồi mượn tạm bộ đồ của anh Khánh. Trời sáng, khi anh Khánh tỉnh lại, tôi xin lỗi vợ chồng anh ấy rồi nói. Bây giờ em qua nhà An, mở video call cho anh xem, sự thật sẽ chứng minh giữa em và chị Phượng không có gì mờ ám cả. An là vợ sắp cưới của tôi, á cô ấy thua tôi 7 tuổi, vốn xinh xắn, lại là một du học sinh gia cảnh khá giả nên rất là nhiều người yêu thích an cô ấy đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ do chồng cặp bồ lung tung có con rơi bên ngoài có lẽ chính vì vậy an như con chim sợ cành công khi quen tôi hãy thấy tôi thân mật với ai là cô ấy nổi đoá lên tôi cũng đã là trai một đời vợ tuổi ta cũng đâu còn trẻ đâu vì vậy á lúc trước biết an hay ghen nhưng mà tôi nhịn cố gắng tránh tiếp xúc với phụ nữ nhưng gần đây, khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì An ghen tuông lồng lộn, hoang tưởng tùm lum, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Những cuộc gọi lúc nửa đêm của người phụ nữ nào đó trách mắng An ăn nói linh tinh, không phải là hiếm đâu mọi người, nhưng mà ngay cả đến Phượng là vợ của anh họ tôi mà An cũng nghi ngờ thì thiệt là khó chấp nhận. À, quay lại chuyện nhà anh Khánh chị Phượng xíu nha. Tôi xuất hiện ở trước cổng nhà An, nhẹ nhàng mở video call, đặt điện thoại phía sau mấy chậu cây cảnh nhà cô ấy, chỉ để mở camera lộ ra ngoài. Xong xuôi, tôi mới bấm chuông cho An ra mở cửa. Vừa nhìn thấy mặt, An tự nhiên ngửi khắp người tôi như chó đánh hơi. Xong cô ấy biểu môi chứ. Quần áo lạ, mùi nước giặt xả cũng lạ. Khai ra mau, anh vừa móc con nào đúng không? Tôi cười khẩy. Ở mất con nào? Anh vừa ghé nhà anh Khánh chị Phượng mượn vội buồn áo của anh Khánh nè. An lao vào túm quần áo tôi quát. À, thì ra anh đến tận nhà người ta để hú hí với vợ người ta. Xong rồi cùng mặc đồ của người ta đến đây tìm em. Hôm nay em phải tẩn cho anh một trận. Rồi lúc mà An giơ tay còn lại ra Tôi bóp chặt cổ tay của ấy rồi nói Nè nè anh mà ngoại tình với chị Phượng Anh còn đến đây thông báo cho em biết hả gì An khóc um lên rồi cô ấy nói Anh còn dám chối hả Hôm nhà anh có đám dỗ Chị Phượng xào nói trong bếp Chị ta khóc Anh lấy khăn cho chị ta chấm nước mắt Còn hỏi han ân cần Anh có ngó gì đến em đâu Thế không phải hai người có tư tình với nhau thì lạ gì trời ơi trời hóa ra là vậy hôm đó tất cả mọi người đều thấy rõ chị phượng thái hành tây bị chảy nước mắt tôi ở gần đó nên tiện tay lấy cái khăn cho chị lau mặt thôi thấy không ổn anh khánh nhờ tôi dẫn chị đi ra ngoài giếng ngồi chó thoáng tôi hiểu ra sự tình ngô khoai bèn nói nè em xem lại bản thân đi nếu như mà anh có tư tình với chị phượng thì anh cùng mang cao trầu qua nhà hỏi cưới em không em cảm thấy anh không phải là người đàng hoàng chung thủy thì để bố mẹ anh qua nói chuyện trả trầu chị phượng là vợ anh họ của anh cũng tức là chị dâu của anh gái của anh anh thiếu gì mà phải đâm đầu vào chị dâu mình nói đi Nghe đến trả chậu, An vội vàng xin lỗi, bảo tôi là đừng bỏ rơi cô ấy. Những gì cô ấy làm đều là vì quá yêu tôi, bla bla bla, đủ thứ. Nhưng mà tôi không muốn nghe An nói nữa mọi người. Vợ quay người về phía mấy chậu cây cảnh, lén nhặt điện thoại lên, cất vào túi áo rồi quay xe ra về. An Khánh, chị Phượng đã xem cuộc đối thoại giữa tôi với An. Họ lắc đầu khuyên tôi nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn đi. Người mà ghen tuông mù quáng vậy, kiểu gì cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi hả? Đang trong lúc băn khoăn, thì An lại làm một chuyện đi vào lòng đất nè mọi người. Chẳng lạ, trong cuộc họp công ty, An lao vào trong phòng họp và chửi mắng của trợ lý riêng của tôi là Tiểu Tam, còn ở trước mặt mọi người nói, cô cuốn gói khỏi công ty của chồng tôi ngay, đừng tưởng lên giường đối với chồng tôi thì cô sẽ thành bà giám đốc. Cô trợ lý nhếch mép lại gần tác thẳng như miệng An, rồi gọi công an đến bắt giữ An vì tội gây rối trật tự công cộng chuyện này báo hại tôi phải xin lỗi của trợ lý rối rít luôn trong công ty mọi người bàn tán xôn xao khiến mỗi ngày đi làm là một cực hình đối với tôi trời ơi thế rồi chuyện đến tay xếp tổng ông bảo vợ tôi đã làm mất mặt con gái ông trước nhiều người ông không muốn thấy tôi xuất hiện trong công ty nữa và bảo tôi là tự viết đơn rồi sang phòng kế toán giải quyết hết đi đến nước này tôi không thể nào nhịn thêm được nữa mọi người tôi gọi điện thoại cho bố mẹ tôi bảo ông bà sang nói chuyện với bố mẹ an tính chuyện trả trầu đi Ngẫm lại, tôi cũng hiểu tại sao tôi có thể yêu An được rồi tính chuyện cao trầu với cô ấy. Trời ơi trời. Chào mọi người, không biết ở đây có ai rơi vào trạng thái như em không? Nỗi sợ từ các mối tình cũ để lại khiến em nhiều lúc tự bản thân buồn rồi nhạy cảm. Mặc dù mối quan hệ của em và người yêu hiện tại rất tốt, em không có gì phải chê trách ở anh cả. Em là nữ 25 tuổi, em đã từng trải qua hai mối tình trước khi yêu người yêu hiện tại. Hai mối tình đấy đều là những vết thương lòng rất khó lành trong tim em. Người là mối tình đầu, chúng em quen nhau năm cấp 3, cùng nhau đến trường và cùng nhau trưởng thành, nhưng lại kết thúc với câu nói: "Anh thấy chúng mình không hợp nhau nữa. Tình cảm của anh dành cho em nó cũng không còn như trước. Anh không muốn tiếp tục nữa, mình chia tay đi." Vậy là mối tình đầu kết thúc trong nước mắt và sự níu kéo không thành của em đau khổ chật vật suốt một quãng thời gian dài với trái tim tổn thương vậy là năm hai đại học em quyết định mở lòng với người thứ hai ngỡ rằng người này sẽ đến yêu thương em biết em đã tổn thương nhiều như thế nào để trân trọng em hơn vậy mà đáp lại tình cảm sự chân thành ấy lại là sự phản bội của người ấy sau lưng em anh còn qua lại yêu đương với một bạn nữ khác hai người còn xưng hô vợ chồng với nhau Em biết được trong một lần do nghi ngờ mà vào zalo của anh Đúng là càng biết nhiều thì càng tổn thương Vậy là trái tim này lại càng bị rằng xé vỡ vụn một lần nữa Em đã khóc và buồn rất nhiều Những ngày tháng sau đấy em khép mình không muốn gặp gỡ ai Trông em lúc ấy sơ xác và tiều tụy lắm Đến nỗi bạn thân em lâu ngày không gặp cũng phải thốt lên Sao nhìn thân dạo này nhìn gầy mà tiều tụy vậy mày Tao sắp không nhận ra đứa bạn thân tao nữa rồi Em lại khép mình Sợ yêu thêm một lần nữa Cho đến khi gặp người yêu hiện tại Anh đã yêu đơn phương em gần 2 năm rồi Anh luôn bên cạnh Quan tâm yêu thương và giúp em chữa lành những tổn thương Từ những mối tình cũ để lại Cảm nhận sự trân trọng từ anh Em đồng ý Đặt hoàn toàn niềm tin còn sót lại Về tình yêu của mình cho anh Từ lúc yêu nhau Anh đối xử với em rất tốt Cưng chiều em lắm em cũng không có bất cứ điều gì phải chi trách ở anh cả anh tinh tế nhẹ nhàng nhớ lần đầu hẹn hò anh mua cho em bó hoa xinh lắm đón nhận bó hoa từ anh mà em xúc động lắm vì không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình mới được tặng hoa từ người con trai khác em nói cảm ơn anh đã tặng em em thích hoa lắm vậy là từ lúc yêu nhau dịp nào anh cũng tặng em hoa có khi không nhân dịp gì hết anh cũng tặng em, anh bảo Anh thích mua hoa tặng người yêu anh Em thích hoa mà, đâu cứ phải dịp gì thì mới tặng được Nghĩ lại trước giờ, người cũ chưa từng tặng hoa em quá hai lần Họ bảo tặng hoa không thực tế vì hoa kiểu gì chẳng tàn Mà thà mua quà khác còn hơn Không chỉ hay tặng hoa cho em, anh cũng hay mua cho em nhiều món quà Và lúc thì mỹ phẩm, lúc thì túi sách quần áo Nhận được quà từ người yêu tất nhiên là rất vui, nhưng trong lòng em lúc ấy cảm giác như đang nợ anh Anh tặng món quà này Thì mình phải tặng anh bằng được món quà khác Nếu không bản thân mình rất ái náy và ngại Dù cho bản thân em bảo Sao mày phải ngại khi nhận quà từ người yêu mày Mày làm thế có song phỏng quá không đấy Em cũng không hiểu rõ nữa Có lẽ do trước giờ Em toàn cho đi mà không dám nhận về mình Giờ đây Em và anh đang rất hạnh phúc Em lại nhớ đến chuyện cũ Nhớ đến những tổn thương em bắt đầu suy nghĩ em bắt đầu suy nghĩ liệu tình yêu này sự quan tâm và tình cảm của anh có lâu dài hay không anh lại bỏ rơi mình như hai mối tình trước thì sao những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em em thực sự không thể ngừng nghĩ đến có lẽ nỗi sợ trong tình yêu tổn thương của em trong quá khứ chưa bao giờ lành như em nghĩ em không biết phải làm như thế nào mong nhận được lời chia sẻ từ mọi người em xin cảm ơn không biết có bạn nào hay đi xem phim một mình không ạ? Lên tiếng cho mình biết với Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với mọi người ạ Cách đây hai năm trước thì mình cũng không thích đi xem phim một mình đâu ấy. Phải có bạn hay là cả nào đi cùng thì mình mới đi cơ Tình cờ thấy ai mà đi xem phim một mình thì cứ thấy cô đơn, tủi thân sao ấy Ấy vậy mà hơn một năm nay mình bắt đầu quen với việc đi xem phim một mình Đôi lúc mình cảm thấy việc đi xem phim một mình rất thư giãn. Chỉ cần xem những bộ phim mình thích cũng đã rất vui rồi. Hôm đấy đi vào dạp vẫn như bao hôm. Tuy không đi cùng ai nhưng mà vẫn lên đồ xinh xắn. Cái này rất quan trọng nha mọi người. Ra đường là phải đẹp, ra đường là phải xinh. Chọn được một bộ phim ra dạp lâu rồi nhưng mà giờ mới đi xem. Lại chọn xuất chiếu đúng 13 giờ 20 Ngày đầu tuần nên vắng lắm mọi người ạ mình cũng không để ý, chọn một cái ghế giữa ngay dạp. Lấy vé xong, mình lại ra quầy lấy nước bỏng rồi ngồi đợi. Lúc đấy cũng có một bạn nam ngồi gần đấy, chắc cũng đi xem phim một mình. Hóa ra mình cũng không có cô đơn. Đến giờ chiếu phim, mình vào phòng chiếu ngồi. Tình cơ thế nào, bạn nam kia ngồi cùng dậy ghế với mình luôn. Nhưng cách vài dậy ghế thôi, đúng kiểu, bốn mắt nhìn nhau luôn. Thế là bạn nam cũng chủ động làm quen mình. Hello, cậu cũng đi xem phim này một mình à? mình cũng thoải mái trả lời Ừ, tới đi xem phim này một mình thôi cậu cũng hay đi xem phim một mình hả thế là hai đứa tụi mình làm quen nhau cả phòng chiếu có mỗi hai đứa chúng mình xem phim đúng kiểu bao dạp luôn phim hay lại còn có cạn cùng sở thích nên là hai đứa chúng mình vừa làm quen vừa bàn về phim luôn lúc đấy thì mình cũng nghĩ chắc hai đứa xem phim xong cũng không xin info gì của nhau cả coi như một buổi xem phim cùng người lạ thôi Thế đấy cũng là một trải nghiệm khá vui vẻ rồi Thế mà bạn Nam ý Chủ động xin Facebook mình luôn Mình cũng không chỉnh chuệ gì Cũng đưa Facebook cho bạn Nam Rồi tạm biệt ra về Về nhà mở máy lên Thì thấy có lời mời kết bạn Ui giờ mới để ý Tại trong dạp cả hai đứa đều đeo khẩu trang Thế là cũng không biết mặt mũi bạn ý như thế nào Ui ai ngờ Nhìn đẹp trai thật sự Tối hôm đấy bạn ý nhắn tin luôn cho mình Ui nói chuyện mặn dữ luôn Bình thường con trai toàn hỏi cậu ăn cơm chưa? Hoặc là nay cậu ăn cơm với gì? Thế mà bạn ý hỏi em, cậu đã đăng nhập vào bữa tối chưa? Hay vẫn đang đăng xuất từ bữa trưa rồi? Em đọc mà cười luôn ý. Tối hôm đấy, hai đứa nói chuyện nhiều hơn, hỏi ra mới biết bạn ý tên Kiên, hơn em một tuổi. Vậy là đang xưng hô cậu tớ thành anh em luôn. Nói chuyện với nhau nhiều thế là tụi mình chuyển sang côn luôn. Giọng mê cực. Đã vậy, nói chuyện còn mặn mòi như biển luôn mà các chị em có công nhận con trai hài hước, nói chuyện mặn mà ôi bánh cuốn cực kỳ ấy. Dần dần hai đứa bọn mình có tình cảm với nhau, nhớ lần anh tỏ tình thổ lộ tình cảm với mình. Hôm đấy anh ấy rủ mình đi xem phim tại dạp lần đầu hai đứa gặp nhau. Xem phim xong hai đứa chuẩn bị về thì anh đưa mình một hộp quà trong đấy có tấm thiệp xinh xinh. Mình ngơ ngác hỏi, ơ sao lại tặng em thế? Anh bảo, em cứ mở ra rồi đọc thiệp đi, có cái này hay cực. Em nghe thế cũng mở thiệp ra đọc. Ui, viết tay luôn, tuy chữ hơi xấu nhưng tấm lòng đẹp. Hóa ra anh ghi nếu em muốn kết thúc việc xem phim một mình từ bây giờ thì làm người yêu anh nhé. Cưng xỉu, không đổ sao được đúng không mọi người? Vậy là em chính thức có người yêu luôn. Vậy là giờ không còn đi xem phim một mình nữa vì đã có phai đính kèm rồi. Ai mà hay đi xem phim một mình thì tích cực đi xem nha, biết đâu có người yêu mang về đó mọi người.